Xin kính chào tất cả quý vị khán giả và các bạn đã trở lại với kênh của mình, và xin chúc cho tất cả quý vị được nhiều sức khỏe và một ngày mới thật bình yên. Vâng, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta chia sẻ về những cái vụ cướp ở California, không phải là những vụ cướp lớn nha, những vụ cướp nhỏ nhỏ thôi, như là siêu thị nè, rồi những cái cửa hàng vân vân. Vâng, tại vì có cái đạo luật là dưới 950 đô thì không có bị bắt ở tù, cho nên họ dựa vào cái lực đó họ đi ăn cướp ngang nhiên lắm các bạn. Rất là táo tợn luôn, không sợ ai ra gì chân á. Với lại bây giờ thì hay đeo khẩu trang á, cho nên bọn nó cũng lấy cái khẩu trang đeo vô, rồi cái xong xuôi cái đi lại những cái siêu thị ngang nhiên cướp vậy thôi. Nhất là những cái cửa hàng mà về iPhone đó các bạn, và cửa hàng xách tay rồi kia nọ, là tụi nó đi vào tụi nó lấy đồ đi ra ngang nhiên luôn á. Chẳng những mà chúng ta thấy những cái thành phố nhỏ đâu, những cái thành phố đó lớn luôn, nhất là Los Angeles nè, quận Cam đó, và San Francisco là những cái chỗ mà bọn cướp nó hay lộng hành lắm. Và những người mà làm những chuyện đó thì chúng ta biết họ sắc tộc nào rồi. Ở thành phố của mình hôm qua cũng xảy ra một vụ cướp tại trong chợ Thuận Phát luôn, ở trên con đường Stockton Boulevard and 65, nó nằm ở thành phố Sacramento. Đây là một cái anh chàng Mỹ đen nha các bạn ha. Đi vào trong khu chợ Thuận Phát, rồi anh đi vòng, anh coi ai mà sơ hở gì là anh cướp giật liền. Và đây là cái trường hợp mà người phụ nữ để cái bóp nhỏ ở trên cái chiếc xe đẩy hàng, chở xe mà lấy đẩy hàng lại vô đó các bạn. Bỏ những thứ mà mua vô đó, để cái bóp ở trên, ở mấy trên hết. Cho nên cái anh chàng da đen này khi vừa đi ngang là cướp luôn cái, dừng cái là bỏ chạy liền. Nhưng mà vào trong chợ cướp thì tôi chưa thấy, mà cái anh chàng này gan thì gan luôn á. Vào trong chợ luôn, và họ coi bây giờ là tôi không hiểu khi mà cái luật này ra, mà tại sao cái bên Democrat, dân chủ đó các bạn, chính quyền dân chủ á, họ cho ra cái đạo luật này đó. Mà từ hồi mà có cái đạo luật này đó, cướp rất nhiều. Mà ở nơi đây mình cũng phải nói một cái thẳng thừng một cái là từ hồi mà ông Biden lên đó, là những cái cướp này đó, rất xảy ra rất là nhiều luôn. Bây giờ chúng ta cùng với nhau chia sẻ nha. Đó, phải cái chị đi tới nè, nó cướp, nó giật cái này nha, bỏ chạy liền nha. Rồi chúng ta coi lại một lần nữa các bạn ha. Những cái vụ này bây giờ xảy ra rất là thường xuyên luôn. Và họ không coi pháp luật là cái gì nữa các bạn. Ngày xưa đó thì mình thấy là họ cướp ở ngoài thôi. Chợ Thượng Phát này hay bị lắm. Các tại cái bãi mà đậu xe rất là lớn. Họ đi một lần là đi 2-3 người. Thì một hai người ở ngồi trên xe, rồi một người xuống dưới đi dạo vòng. Khi mình thấy con mồi rồi á, thì nếu mà họ thấy cảm thấy họ ra tay một mình họ được á, thì họ chạy tới họ đấm thẳng vào nạn nhân một cái, hoặc là tát vô mặt của nạn nhân một cái, thì bắt đầu người ta xây sẩm mặt mày, hay người ta chơi với người ta không biết cái gì đang xảy ra, thì họ giật cái bóp để đi liền. Còn mà thí dụ mà thấy một mình mà không làm lại á, thì họ sẽ đi 2-3 người. Một người thì đánh, một người thì giật, có người bị giật xong xuôi đó các bạn, những nạn nhân mặt mày sưng trụ dù chứ, có người không may té bị gãy tay gãy chân nữa, nhất là những người phụ nữ lớn tuổi đi một mình ra ở ngoài cái parking lot, là cái chỗ đậu xe đó các bạn. Cho nên khi các bạn đi ra ngoài parking lot, chú ý là không bao giờ nghe điện thoại hoặc nói chuyện điện thoại nha. Thí dụ cần lắm thì nói chút xíu thì tắt máy được rồi, mà các bạn phải chú ý xung quanh của mình nữa. Tôi cũng có một lần đã, tôi cũng kể trong một clip rồi, tôi cũng thấy một cái người phụ nữ đi cũng ngay chợ Thượng Phát này luôn nè, đi từ trong chợ đi ra thì cũng đang nói chuyện bla 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 vậy á, mà mang cái túi xách là hiệu LV.
Thì lúc ấy trời chạng vạng rồi, mới vừa hoàng hôn xuống thôi, thì tôi thấy có một anh chàng Mỹ Đen ở đằng kia đi tới, đi sấn 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 là cổ nha, đi xa lắm, ở đằng xa đi sấn 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 là cổ. Thì theo phản ứng tự nhiên thôi, tôi cứ nói coi chừng cướp nghe, coi chừng cướp nghe. Thì cô ấy cứ lo điện thoại mà không cần để ý tới ai hết. Thì tôi thấy cái anh chàng Mỹ Đen ấy tàn gần tới cái cô này, thì mình cũng phản ứng tự nhiên thôi, mình chạy theo ra theo. Khi mà anh chàng đó vừa grab cái purse, cái túi xách, thì tự nhiên tôi bay lên tôi đá cái là tại vì cái anh chàng nó đang cầm cái túi xách của này ha, đang đang grab vô cái, thì tôi đạp một cái nhảy lên đạp, thì anh té xuống, dĩ nhiên cái cô cũng té theo luôn. Nhưng mà anh chàng nó buông tay ra, thì tôi mới nắm cái tay cô kéo dậy, bắt đầu cái mình chạy ngược lại bên trong. Tại vì tôi thấy lúc đó thì anh chàng này thọc cái tay vô trong cái túi mà mình không biết, mặc cái áo ở ngoài nữa mà mình không biết ở trong có cái súng hay cái dao hay cái gì không, mình đâu có thấy được. Thì ở trong đây người ta la lên security security, thì những người bảo vệ ở đây thì thật ra họ làm công ăn lương mà các bạn, họ chỉ đứng vòng vòng khu chợ vậy thôi, có mặt vậy thôi, chứ vấn đề mà cướp hay là giật túi đồ hay này kia nọ là họ không tham gia tới đâu. Dĩ nhiên họ có gia đình, họ không có mạo hiểm tới mức độ đó đâu, xảy ra rất là thường luôn. Và cái vụ mà những cái chỗ kinh doanh mà iPhone, iPad đâu các bạn, đây chúng ta sẽ chia sẻ một cái này nữa ha. Chẳng những vậy họ lấy xong xuôi rồi họ còn khoe nữa các bạn. Chúng ta cùng coi lại một lần nữa quý vị nha. iPhone 15 đó các bạn, mới vừa ra đó. Họ xem thường luật pháp lắm. Họ coi những cái món hàng mà của những người mà kinh doanh đó là của họ vậy. Họ ngang nhiên vô cướp, không phải là những cái iPhone hay là những cái chỗ mà họ buôn bán có giá trị, luôn cả những cái tiệm tiện lợi, những cái tiệm thuốc tây ở bên Việt Nam thì chắc không biết, nhưng ở bên Mỹ này nói tới Rite Aid hay Walgreens thì biết lắm. Mấy cái chỗ đó họ thường hay cướp lắm, những cái chỗ mà người ta làm việc trên 24 trên 24 luôn các bạn, thì họ vô cướp thuốc tây, cướp những cái loại thuốc mà nó có cái chất mà giảm đau, chất nghiện gì đó các bạn. Tôi chỉ nghe nói vậy thôi chứ mình cũng không biết, đại khái là như vậy. Rất nhiều. Rồi họ vô mấy cái chỗ đó hả? Cái chỗ mấy cái tiệm tiện lợi đó. Chẳng những phải mà chạy vô rồi sợ hãi rồi giật đồ chạy, nó không có đâu. Nó đi ngang nhiên luôn. Nó biết chỗ nào mà để mấy cái thuốc lá hay là để dầu thơm này kia nọ, nó cầm cái máy máy cưa đó các bạn, vô đứng cưa luôn các bạn, cưa vậy nè, mà những người làm việc trong đó đâu ai dám đụng tới. Tại vì tôi nghe người bạn tôi cũng có làm trong Walgreens á, có nói rằng là không được bắt cướp, xác kia trong đó chỉ được gọi cảnh sát mà thôi, không được bắt họ, không được đụng tới họ. Thứ nhất rằng nếu mà có cái chuyện gì xảy ra đó thì cái công ty Walgreens Rite Aid phải đền bù lại cho khách hàng và đền bù lại cho nhân viên trong đó, nó còn nhiều tiền hơn là cái số mà bị cướp. Chẳng hạn bị cướp mấy trăm bạc, ngàn đồng đi thì nó không đáng gì, nhưng mà khi ví dụ mà nhân viên bị té hay là bị bắn chết hay bị này kia nọ thì họ sẽ còn đền còn nhiều hơn nữa. Cho nên cái lực của nó ra là họ kệ, thấy nó mà bị cướp gì cứ gọi cảnh sát đi, cứ đừng đừng đụng chạm gì tới những người này, tại họ liều rồi. Cũng là cái chợ Thuận Phát mà gần cái chỗ tôi làm đây nè, thì tôi thấy có anh chàng kia cũng là người da đen thì đi vô xách thùng bia đi ra, đi ngang nhiên không có sợ sợ không có gì chứ. Rồi cái tôi thấy có cái chú security, chú bảo vệ chạy ra cầm cái thùng bia lại, nó đẩy nhẹ cái là té liền à. Rồi nó tiếp tục đi ra ngoài parking lot, mà không phải là đi nhanh để chạy nha các bạn ha,
thường thường ăn cướp hay ăn trộm đồ của người ta là hoảng hốt hay là sợ sệt, người bắt nó không sợ cái gì chứ. Tại vì nó biết rằng mà cái khoảng thời gian mà mình kêu cảnh sát thì cũng phải mất hết mười mấy hai chục phút mới tới. Thì nó đã đi lên xe đi ra rồi, về rồi. Mà có ai mà dám đuổi theo nó, có ai dám đánh nó đâu. Không dám đâu. Giống như của tụi nó giống như kiểu mà cùi rồi không có sợ lỡ đó các bạn. Rất là nhiều. Còn những cái chợ Việt Nam chắc sáng sáng á, mà nhiều ông bà lớn tuổi đi tập thể dục các bạn, rồi ghé chợ mua đồ ăn hay ghé chợ mua này mua kia nọ rau củ quả luôn á. Thường thường ông bà thức sớm lắm, mấy người lớn tuổi là 4-5 giờ thức dậy rồi. Thì đi chạy bộ vòng nửa tiếng gì đó, cái bắt đầu đi lại chợ luôn. Tại vì chợ lúc trước á thì người ta mở sớm lắm, có nhiều khi 7 giờ sáng ta mở rồi. Nhưng mà bây giờ thì mở trễ rồi, sau khi có những cái trận cướp á, khi vừa tới chợ thôi là nó canh me, nó ngồi vào xe. Ai mà vừa bước vô chợ hay bước xuống mà nó thấy con mồi thứ nhất là lớn tuổi mà mang bóp, mang nữ trang này kia nọ đại khái thì là nó xuống kéo rồi nó cướp liền. Thường thì nó giật thôi, còn nếu đứa nào mà nó ác tàn nhẫn thì nó ra tay nó đấm đá luôn. Xảy ra rất là nhiều. Nó vào trong chợ cướp nè, vào trong chợ cướp, cầm súng vô trong chợ mà không biết súng thiệt hay súng giả thôi. Cướp đồng hồ nè, những cái gì mà ai mà mang những cái nữ trang mà nó thấy quý đó các bạn. Có một lần trong chợ của người Việt thì nó cướp bà chủ luôn. Tại nó thấy bà đeo mấy khúc xoàn á, bà tính tiền á, nó cướp luôn. Rồi gần đây nữa là ở trong khu trung tâm của người Việt nha các bạn nha, khu trung tâm người Việt á, nó chạy xe vòng vậy. Rồi cái nó thấy người Việt mình ngồi uống cà phê nè, uống nước, uống chè này kia nọ, ăn giấc sáng này kia nọ, mà có những cái bàn mà người ta để mà ở ngoài hành lang đó các bạn. Ba bốn đứa nó xuống, nó đi, nó tìm, sau đó thấy ai mà đeo đồng hồ Rolex hay là này kia là ăn mặc sang trọng ha. Ba bốn đứa xuống, vừa đánh vừa tháo lột, nó lôi ra ngoài luôn các bạn. Nó không sợ cái gì chứ nó, mà trong khu vực của người Việt luôn, nó đi một chiếc xe, trong đó chắc có thể là từ 4-5 người gì đó, nhưng mà phải một người lái xe, còn ba bốn đứa nó xuống rồi đi tìm con mồi. Mà nó dám, ý tôi muốn nói đây là nó tới cái khu trung tâm người Việt luôn, ở xung quanh đó toàn người Việt không mà không ai dám làm gì nói chứ. Người ta chỉ la ơi vậy thôi chứ không ai dám làm. Mà nó cướp này cướp thanh niên đó nghe, chứ không phải nó cướp phụ nữ đâu. Bây giờ trộm cướp nó nổi lên khắp nơi chứ nghe. Các chị với các cô nên thứ nhất là đi chợ không nên mang bóp nữa. Tại vì nó thấy mà đi một mình đó là con mồi cho nó rồi. Cho nên tiền bạc hay là bất cứ giấy tờ quan trọng thì có một cái bóp nhỏ thôi, cầm vừa cái tay là lại. Nhưng mà nếu mà không thì bỏ trong túi quần là an toàn nhất. Còn nếu mà mình xách cái purse, cái bóp mà đi nghênh là dễ làm cái mục tiêu cho họ lắm. Tôi thấy dạo này gần đây chỗ tôi ở là thuộc về phía bắc của California, nhưng mà cũng thấy cũng không ổn nữa các bạn. Thì đừng nói chi là những thành phố lớn như là Los Angeles hoặc là San Francisco, San Jose, họ bị cướp bóc còn nhiều hơn nữa. Vâng, cảm ơn tất cả quý vị đã cùng mình chia sẻ những vụ cướp mà nhỏ lẻ xảy ra ở trong khu vực của California. Các bạn nên để ý ha. Cho nên nhất là các bạn nữ không nên đi vào ban đêm, nhất là ra ngoài cái chỗ đậu xe mà hơi xa cái chỗ mà mình muốn đến á. Quý vị có thể đậu trước cửa chợ hay là kiếm cái chỗ nào an toàn có bóng đèn sáng. Còn mà đi một mình ra thì phải nhớ nhìn qua nhìn lại để ý có ai theo dõi mình hay không. Còn vào trong chợ mà các bạn thấy có người nào đáng nghi đi theo mình hoặc đối diện với mình, đi gần tới mình thì càng để ý hơn. Nhất là những người mà không phải là người Việt Nam
Nó đại khái là gì, các bạn nhìn mấy người đó là các bạn biết rồi. Ok, cảm ơn tất cả quý vị đã cùng với mình chia sẻ, và xin chúc cho tất cả quý vị được một ngày vui vẻ và thật bình an.